Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 63 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 63 này là Zai mi CHÍ san thiên zuo thiên phiền sư mi san thiên thiên phiền sư Bây giờ cái chủ đề này có nghĩa là gì nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. Rồi, mi san thiên tức là nhà hàng Michelin. Uh, san thiên tức là phan tiên thôi là nhà hàng cái xu hướng hiện nay người ta dùng từ này cũng khá là nhiều rồi trai mì chí lên san thiên làm gì nè chua thiên phiền sư chua thiên phiền tức là làm những cái thức ăn ngọt thiên phiền là thức ăn ngọt sư ở đây tức là chủ sư là đầu bếp như vậy là chai mì chí linh san thiên chua thiên phiền sư là làm đầu bếp à, những cái bánh ngọt trong nhà hàng Michelin và sau đây xin mời các anh chị và các bạn vào nội dung chi tiết của bài trước hết xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người có nắm bắt được nhiều không sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé ta bắt đầu nào duẩn quang sư ý cơ thiện phiền sư hiện tại tại mỹ new york của một nhà lĩnh san 工作之前，他没学过做甜品，因为他很喜欢甜品，所以不工作的时候，他去学习做甜品，希望做一个甜品师。

Duyễn quang sư dĩ cơ thiện phiền sư Duyễn quang, duyễn là họ viên Còn chữ quang này là chữ vọng Âm à, là vọng Như vậy có một cái người tên là viên vọng à, Viên vọng, viên thế khải rồi đó Đó chữ viên này đây Viên vọng là một đầu bếp Làm thức ăn ngọt Sư dĩ cơ thiện phiền sư Sen là hiện nay hoặc là bây giờ tại mày của New York Y cha Mì xì lên San Thiên cung thì ở trong tiếng hoa là luôn luôn phải ở đâu xong rồi mới làm gì. Cho nên là phải tại New York, tại Mỹ. Mì xì lên San Thiên công cho, tức là làm việc ở một nhà hàng Michelin ở thành phố New York của Mỹ. New York là New York. Trước khi anh ấy chưa từng học trư chén là trước đây tha mấy xế cua cho thiên chỉ ấy chưa từng mấy xế cua là chưa từng cho thiên phiền là à, chưa từng học cái làm cái món ăn ngọt Duyên quê tha hẳn thiên phiền bởi vì chị ấy bởi vì chị ấy rất là thích những cái đồ ăn ngọt số gì cung cho sự hô cho nên khi không có làm việc á tha chi sẻ phiền chị ấy đi học làm những cái món ăn ngọt Si quang cho dĩ cơ thiện phiền sư Hy vọng sẽ làm một đầu bếp là chuyên làm những cái món ăn ngọt Duyển quang tờ cung cho công việc của chị Duyển quang Tức là chị Duyên vọng xuống chào sang san tiền khai sự sủng một cái mốc thời gian nào đó khai sự Tức là bắt đầu từ cái mốc thời gian đó Như vậy là xuống chào sang san tiền khai sự Là bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng Yì thiên cung chô, ba tao sử cơ sử. một ngày làm việc từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Tha thờ cung chô hình mãn công việc của chị ấy rất bận, tan sơ tha hình cao xịn, nhưng mà chị ấy rất là vui. Yên quê tha hình xì hoán trơ cơ cung chô, bởi vì chị ấy rất thích. Trơ cơ cung chô là cái công việc này, thì vừa rồi là nội dung chi tiết mình có giải thích chi tiết cho các anh chị và các bạn. Bây giờ xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé. Yuan Quang sư y cơ thiện phiền sư. Hiện tại tại Mỹ của New York ở một gia Mỹ Chí Lin Sơn Thiên công tác. Trước đó, ông ấy học qua làm thiện phẩm. 因为他很喜欢甜品，所以不工作的时候，他去学习做甜品，希望做一个甜品师。 袁望的工作从早上三点开始，一天工作八到十个小时。他的工作很忙，但是他很高兴。 Yên tha hoán cơ Và một lần nữa, xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại một lần với tốc độ nhanh một chút để mọi người có thể luyện nghe. Mọi người có thể vừa nghe vừa nhìn hoặc màn hình hoặc là không nhìn càng tốt. Nghe nhiều lần để quen, khi nào kể lại được thì xem như mới thành công nhé. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nào. 元汪是一个甜品师，现在在美国纽约的一家米其林餐厅工作。之前他没学过做甜品，因为他很喜欢甜品，所以不工作的时候，他去学习做甜品，希望做一个甜品师。

mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần nhé xin chào mọi người